Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể đạo tràng, giờ phút linh thiêng, gió lặng vô ngần, địa cầu chấn động 7 lần, sóng nhạc thần thanh khiết, khí pháp thân bất diệt, hiện bày 7 bước sen vàng in dấu chân ngài, rồi thị hiện nhục thể hài nhi đản sinh giữa vườn lâm tỷ ni. Hôm nay tại chùa Phúc Lâm, thôn La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, tái hiện lại cảnh ưu đàm nở trong hàng triệu trái tim nhân loại đang vui mừng chào đón Đức Tử Phụ nhập thế thị hiện cứu độ muôn loài. Và giờ phút linh thiêng mà chúng ta hằng mong đợi đã đến, đó chính là được lấy nước chiên đàn tắm lên kim thân của Đức Tử Phụ. Thời giờ này, thay lời ban tổ chức, chúng con kính thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni, quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể đạo tràng, chúng ta tiến về phía chính điện để cử hành nghi thức tắm Phật. Chúng con kính thỉnh chư tôn đức tăng ni, quý vị đại biểu, khách quý, xin mời đoàn nghi lễ chấp hiệu để cung rước chư tôn đức, quý vị đại biểu, khách quý quang lâm. Quý Phật tử và nhân dân, chúng ta lưu ý, chúng ta sau khi chư tôn đức tăng ni và quý vị đại biểu đi thì xin mời các vị chúng ta xếp theo hàng để tiến lên cùng cử hành nghi thức tắm Phật ở trên chính điện. Sau nghi thức tắm Phật, chúng con cung thỉnh chư tôn đức tăng ni, quý vị đại biểu, khách quý cử hành nghi thức dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, thay lời ban tổ chức, chúng con xin thành kính tri ân chư tôn đức tăng ni quý đã đáp lại lời thỉnh cầu của chúng con mà hoan hỷ quang lâm về chứng minh cho buổi lễ được thập phần viên mãn. Kính chúc chư tôn đức pháp thể khinh an, tuệ đăng viết chiếu, chúng sinh dị độ. Chúng tôi cũng không quên gửi tấm lòng biết ơn cao quý nhất tới quý vị lãnh đạo chính quyền đã tận tình giúp đỡ và tham dự buổi lễ thêm phần trang nghiêm long trọng. Kính chúc quý vị và gia đình sức khỏe dồi dào, đạt được nhiều thành quả tốt đẹp trên bước đường phục vụ cho nước nhà được phồn vinh độc lập. Và chúng tôi xin gửi tới toàn thể chư Phật tử, nhân dân xa gần lời chúc mừng thân thương nhất nhân mùa Phật đản năm nay, được nhiều thắng duyên trong cuộc sống, luôn an lạc trong ánh từ quang của 10 phương chư Phật. Chúng tôi xin thành tín hướng nguyện nhà nhà hạnh phúc, đất nước thịnh vượng, thế giới hòa bình, tất cả chúng ta và chúng sinh đều được an lạc trong chính pháp của Đức Thế Tôn. Và trong suốt quá trình diễn ra buổi lễ, mặc dù ban tổ chức đã cố gắng, song không tránh khỏi những sơ sót, ngưỡng mong chư tôn đức, quý vị đại biểu cùng toàn thể đạo tràng liệp tình hoan hỷ. Đại lễ kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại chùa Phúc Lâm diễn ra trong niềm hân hoan, trang nghiêm và thành kính đến đây đã kết thúc. Nguyện cầu chư Phật phù hộ cho quý vị được bình an, mạnh khỏe và gặp nhiều thuận duyên trong cuộc sống. Một lần nữa, kính chúc quý vị và gia đình luôn được bình an, hạnh phúc. Chúc cho toàn thể quý vị có một mùa Phật đản ngập tràn hỷ lạc. Xin chân thành cảm ơn. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, sau khi cử hành nghi thức tắm Phật, chúng con cũng thỉnh quý ngài cử hành nghi thức dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Và sau khi nghi thức dâng hương kết thúc, chúng con cung thỉnh chư tôn đức tăng ni, quý vị đại biểu, khách quý hồi quy tổ đường. Và xin mời toàn thể quý vị Phật tử, nhân dân xa gần lán lại để dùng bữa cơm chay thân mật cùng với nhà chùa nhân mùa Phật đản năm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Chùa tôi vang tiếng chuông, chiều buông theo khói sương, trầm hương nương gió đưa hương thơm tỏa ngát. Chùa tôi